Tử vi tuổi Tỵ tháng 2 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị luôn gặp được nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại có được cuộc sống yên bình và khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn và thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và trong ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu về vận trình những gia chủ tuổi Tỵ sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết cát hung nạp vận sẽ ra sao trong tháng 2 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận được những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tổng quan về tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợp thành mộc cục. Xuân Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuổi Thân. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Tỵ. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 2 năm 2021, tức ngày 16 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Quý Hợi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, Đinh Tỵ sinh năm 1977. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 2 năm 2021, tức ngày 28 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Ất Hợi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 và Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 12 năm 2021, tức ngày 9 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Đinh Hợi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 và Quý Tỵ sinh năm 1953. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ.
đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 2 năm 2021, từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lự Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 2 năm 2021, từ ngày 25 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 12 năm 2021, từ ngày 6 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan của tử vi tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 2 âm lịch, phương diện sự nghiệp của người tuổi Tỵ khá trầm lặng. Trong khi bạn vẫn còn chần chừ, do dự, thì người khác họ đã giành mất cơ hội. Chính điều này sẽ khiến bạn khó mà đạt được mục tiêu đã đặt ra từ đầu. Thời điểm cuối năm này, ai cũng đang cố gắng để hoàn thành xong công việc có dang dở, chỉ mình bạn là bình thản. Bạn không tập trung cho công việc mà thường xuyên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực, lâu dần tích tụ thành nỗi lo vô hình, khiến bạn sợ hãi sự thất bại. Kinh phong thủy Gia Cát khuyên bạn hãy dũng cảm hơn trên con đường khẳng định bản thân mình. Bạn không nên sợ hãi thất bại, bởi thông qua những lần thất bại, bạn mới có thể học hỏi được những kiến thức và kinh nghiệm đáng quý, từ đó dần hình thành những bước đệm trong tương lai. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải những phần hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, về mặt tài lộc. Do công việc không được thuận lợi nên tình hình tài chính của bạn cũng không mấy khả quan trong tháng này. Những người làm kinh doanh cũng không tốt hơn, bạn sẽ chậm chân hơn so với đối thủ để lỡ nhiều cơ hội làm ăn. Thời điểm này, điều bạn cần là phá kén, phát huy khả năng, năng lực của bản thân mình thì mới hình thành được chính tài, thì mới hy vọng tình hình tài chính được cải thiện. Đừng mãi đứng chờ vận may sẽ đến. Không như vậy, tháng này chi tiêu nhiều hơn thu nên bạn cần có một kế hoạch cụ thể, tránh việc chi tiêu quá đà. Để may mắn và thuận lợi, những gia chủ tuổi Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Tỵ trong tháng 2 âm lịch không thật sự khởi sắc. Với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bình tĩnh, trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Ngoài ra, trong tháng, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh,
tìm lối giải quyết vấn đề còn tồn đọng một cách thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ những tình cảm gia đình. Để kích hoạt đào hoa, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng tay sẽ chiêu mời quý nhân giúp hóa giải những mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe trong tháng này của bạn cũng không quá khả quan do chịu tác động tiêu cực từ hung tinh, thiên nguyệt. Công việc, tài lộc không được như ý khiến bản mệnh mệt mỏi, muộn phiền, thậm chí là tự trách móc bản thân. Nhưng bạn nên nhớ, sông có khúc, người có lúc, ai cũng sẽ gặp được những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Không lúc này thì lúc khác, quan trọng là bạn biết bản thân mình vươn lên để vượt qua được những khó khăn đó. Ngoài ra, vào thời điểm cuối tháng, những gia chủ tuổi Tỵ nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cuộc chạy đua nước rút vào cuối năm nay. Bản mệnh cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Tỵ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tử vi của từng tuổi Tỵ trong tháng 3 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, Ất Mộc gặp Thiên Mộc Kim là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Ất Tỵ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh đưa gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh để đưa ra những phương án tối ưu giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Bên cạnh đó, người tuổi Ất Tỵ tháng này có sức khỏe tốt hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi. Cũng do bạn thường xuyên luyện tập thể dục, các bệnh nhẹ và đau sẽ gặp phải trong tháng. Tuy nhiên, tác động không đáng kể. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó, giúp cho công việc được hành thông, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, càng những tinh túy linh thiêng của đất, trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Đinh âm hỏa gặp Tân âm kim là thiên tài, nghĩa là bị thần khắc. Trong ngày này, những gia chủ Đinh Tỵ sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên cần chú ý nhiều hơn, nếu không sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại, chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Để chuyện tình duyên được thuận lợi, hòa hợp vợ chồng, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Đinh Tỵ hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận đã được khai quang, trì chú để đem lại may mắn cho bạn và gia đình. Thứ ba, tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Kỷ âm thổ gặp Tân âm kim là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Tử vi còn nói người tuổi Kỷ Tỵ trong nửa đầu năm 2021 tài vận có phần sa sút, sự nghiệp thì khá chật vật để đạt được những mục tiêu. Công việc không được ổn định, thu chẳng đủ bù chi, sẽ mất mát tiền bạc do đầu tư kinh doanh, tài chính xuất hiện những biến động khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bản thân mình. May mắn trong thời điểm này, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ khá may mắn trong tình yêu và các mối quan hệ tình cảm. Còn nếu độc thân, bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực trọn đời và sớm kết hôn để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Nếu bạn đã gắn bó, một chuyến du lịch với bạn đời của bạn trong tháng này sẽ cải thiện hơn mối quan hệ của bạn và làm cho cuộc sống trở nên ngọt ngào hơn. Trường hợp xấu, nếu bạn đã trên bờ vực ly hôn,
như bạn sẽ hòa giải trong tháng này, không để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc. Những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí còn có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ nắm thời cơ, nắm cơ hội. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 2 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Tỵ. Cảm ơn quý anh chị đã luôn theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 12 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!